trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, những trận đánh then chốt cuối cùng trong tháng 4 năm 1975. Trại lính kiên cố nhất Sài Gòn chỉ là một cái rồ thoát nước. Thứ sáu ngày 11 tháng 4, chiếc máy bay từ Paris tới đã hoàn thành chuyến hạ cánh kéo dài tới Sài Gòn. Đột nhiên, ở phía đông thành phố, chiến tranh lại xuất hiện. Một loạt đám cháy theo hình vòng cung bùng lên như những đám cháy rừng ở châu Phi vào mùa hanh khô. Những cột khói màu xám, những lưỡi lửa màu da cam bốc lên từ những nhà mái tranh và những bụi cây đang bốc cháy dọc theo chiến tuyến, nếu có thể gọi được là chiến tuyến trong cuộc chiến tranh này. Một lát sau, máy bay mới có thể đỗ xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nơi thời tiết là 32 độ C trong bóng dâm. Từ trung tâm thành phố bốc lên một cột khói đen. Phải chăng đó là dinh tổng thống của tụi đang bốc cháy? hay là một bồn xăng đang bị thiêu hủy một viên đại úy trẻ nói với tôi không đó chỉ là một khu nhà ổ chuột chỉ là thật là một từ ngữ khủng khiếp tôi đã từng nhìn thấy những người mẹ bồng con chạy khỏi những đám cháy từ khu nhà ổ chuột những người bố cố giật lại trong lửa vài thứ đồ dùng vặt vãnh nghèo nàn những đứa trẻ khóc thầm lặng lẽ như người ta vẫn thường khóc như vậy ở việt nam một sự yên lặng lạ lùng trong thành phố mà vài hôm trước tất cả báo chí đều viết là một thành trì bị vây hãm, thì nay yên lặng lạ lùng. Cảnh vật chẳng thay đổi gì so với năm trước, vẫn đám thanh niên vô tư la cả trên đường phố, tụ tập trong các quán cà phê, chen lấn trước cổng dạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Tất cả đám người này đều mặc những bộ đồ cốt tông hoặc tét gan sạch sẽ, và tất cả bọn họ đều tươi cười. Làm thế nào tin được rằng đất nước này vừa mới trải qua một thất bại quân sự kinh khủng nhất trước trụ sở quốc hội loa phóng thanh đang phát đi những bản nhạc quân sự một kiểu cách thảm hại nhằm cố lên dây cót tinh thần cho dân chúng chỉ có một sự thay đổi đáng kể đó là giảm sút những xe có động cơ chủ yếu là loại xe gắn máy scooter trước kia vẫn như những đàn ong tràn ngập tất cả các đại lộ giá xăng ở sài gòn ngày nay thuộc loại đắt nhất thế giới xe xích lô cũng đã biến hết do lệnh của chính phủ người ta nói đó là vì rằng cuộc tổng tiến công hồi Tết Mậu Thân 1968, các chiến binh Việt Cộng thường thâm nhập vào thành phố bằng loại xe này. Còn lần này, không biết quân giải phóng sẽ tiến vào đây bằng xe taxi hay đi bộ, nhưng rõ ràng họ đang bố trí sẵn sàng tại chỗ. Pháo đài của tướng Tổng thống Sài Gòn, một lập đoàn cứ điểm. Hãy nghiêm chỉnh xét đoán, thành phố này chỉ là một cái chảo, một thứ dụng cụ nhà bếp như cái rổ thoát nước. Tuy nhiên trong khu dân cư rộng lớn đông đúc những người lính nạn và tràn ngập nạn nghèo đói, có hai pháo đài quan trọng. Thứ nhất là căn cứ không quân Tân Sơn Nhất với hàng mấy trăm máy bay khu trục, máy bay ném bom, máy bay vận tải, máy bay lên thẳng do Mỹ cho không. Thứ hai là dinh tướng, tổng thống ở chính giữa trung tâm thành phố. Chính tòa lâu đài này vừa mới bị máy bay ném bom, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, không thấy một dấu vết nào. Đây là chiến công của Nguyễn Thành Trung, lái máy bay F5 ném bom dinh tổng thống thiệu rồi bay ra vùng giải phóng ngược lại doanh trại đã tăng thêm quân số vũ khí từ phía ngoài nhìn vào trong vườn thấy rõ những xe bọc thép gắn súng máy những xe tăng hạng nặng những cỗ pháo phòng không bắn nhanh những ổ trọng liên những công sự bê tông những người lái xe ô tô lau chùi đánh bóng những chiếc xe mercedes sơn màu đen phía sau dinh hai chiếc máy bay lên thẳng đậu trên bãi cỏ chờ đợi chờ đợi gì chờ lúc hiệu bay đi không trở về phải chăng tấn tham kịch sẽ kết thúc theo kiểu đó trong vòng ba ngày hay ba tháng nữa và đến bao giờ mới kết thúc tấn tham kịch đã kéo dài tới 30 năm rồi không ai có thể nói được một người pháp định cư lâu năm ở Sài Gòn và biết rõ xứ sở này đã trả lời câu hỏi của tôi như sau chắc chắn là đang tới giai đoạn kết thúc rồi nhưng sẽ kết thúc trong vòng ba ngày ba tuần hay ba tháng nữa thành thật tôi không biết gì hết điều có thể nói được mà không sợ nhầm lẫn đó là cuộc chiến giành sài gòn đã bắt đầu trận đánh đã xảy ra dữ dội cách sài gòn có vài chục cây số ở mặt phía đông thành phố cả hai bên đều tung ra những lực lượng quan trọng từ nhiều tháng nay phía cộng sản đã tập trung được nhiều loại vũ khí nặng để chuẩn bị cho cuộc tiến công này phía quân đội sài gòn cũng làm như vậy bởi họ biết đang phải bảo vệ thành trì cuối cùng trong cuộc giao tranh này tôi đã nhìn thấy trận tuyến khi tới sài gòn vào chiều hôm nay liền đó tôi đột ngột được biết tin, từ nay lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn được nghiêm ngặt thực hiện ngay từ 9 giờ tối. Thành phố vắng lặng, mọi người đi ngủ sớm. Nhưng ngủ yên giấc thế nào được vì từ phía xa vẫn vọng lại những tiếng trọng pháo, như sấm nổ trong cơn rông. Những bí mật về chuyện quân đội Sài Gòn tháo chạy. Thứ Bảy ngày 12 tháng 4, số phận Sài Gòn được quyết định tại Xuân Lộc, một thị xã 100.000 dân, cách thủ phủ Nam Việt Nam 70 km về phía đông đông bắc đó là then cửa cuối cùng. Trong giờ phút này, binh lính tại Xuân Lộc vẫn còn chống cự rất quyết liệt, nhưng không ai có thể đoán trước trận đánh có huy động cả xe bọc thép và pháo nặng này sẽ quay ngoặt theo chiều hướng nào. Sau khi thiệu bị mất tới nửa số quân trong vòng ba tuần, thì mọi việc đều có thể xảy ra. Viên Trung tướng lên làm Tổng thống đã có một quân đội rất mạnh. Có thể nói, đây là một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Đội quân này có tới 11 sư đoàn bộ binh, một sư đoàn lính thủy đánh bộ, một sư đoàn dù, 15 liên đoàn biệt động, mỗi liên đoàn có 3 tiểu đoàn lính, một lữ đoàn dù đặc biệt và 4 lữ đoàn xe bọc thép, Thiệu có trong tay 160 xe tăng hạng nặng M48, 225 xe tăng hạng trung M41, 700 xe bọc thép chở quân, tổng cộng là 1085 xe bọc thép các loại. Thiệu cũng có một lực lượng pháo đáng kể, 45 tiểu đoàn pháo 105, 15 tiểu đoàn pháo 155. Ba tiểu đoàn pháo 175, lực lượng không quân có 370 mươi máy bay khu trục tiêm kích, trong đó có 70 chiếc F5E, 60 máy bay vận tải, 400 máy bay lên thẳng hạng trung, 160 máy bay lên thẳng hạng nặng. Tất cả đã tan rã như băng tuyết dưới ánh nắng mặt trời tháng 4. Chuẩn bị cho tổng tiến công. Từ nhiều tháng nay, Bắc Việt Nam chuẩn bị tiến công lớn. Trước ngày bùng nổ cuộc chiến khối chủ lực cơ động Cộng sản có tới 20 sư đoàn và 55 trung đoàn độc lập, có 600 xe bọc thép do Liên Xô chế tạo gồm các xe tăng hạng nặng T-54 và các xe tăng lội nước hạng trung PT-76. Lực lượng này được yểm trợ bởi 41 tiểu đoàn pháo binh từ cối 80 đến pháo 130 ly. Tất cả những đơn vị này đã được đưa vào giải đất phía nam vĩ tuyến 17 trong khu phi quân sự rồi theo đường Hồ Chí Minh qua Lào, Campuchia sau đó rẽ sang quốc lộ 14 mà Cộng sản đã chiếm được dân mòn kể từ ngày ngừng bắn. Chính thức mà nói thì không có những đơn vị Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam, nhưng trên thực tế 85% số sư đoàn Cộng sản tham gia cuộc chiến ở Tây Nguyên là từ Bắc Kỳ đưa vào. Trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long 50% số quân chiến đấu là từ Bắc Việt tới. Những đơn vị này chiến đấu dưới lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng cũng không thay đổi gì tính chất, dưới vỏ bọc bên ngoài, chính là Bắc Việt đang tiếp tục cuộc chiến tranh của mình ở miền Nam. Một nửa số quân của Thiệu đã biến mất. Để bảo vệ lãnh thổ, chế độ độc tài cảnh sát, Tổng thống Thiệu có một đạo quân chính quy lên tới hơn 300.000 quân. Số quân này lại được tăng cường bởi 300.000 binh lính gọi là địa phương quân và dân vệ. Lực lượng chủ lực Bắc Việt không phải ràng buộc vào việc giữ đất, có thể tập trung nỗ lực vào bất cứ hướng nào do Bộ Chỉ huy đề ra. Từ tháng 12 năm 1974, vào tháng 1 năm nay, lực lượng chủ lực Bắc Việt đã thăm dò chiến trường khu vực Tây Sài Gòn. Và đến tháng 3 thì trận đánh bắt đầu. Trong vòng 4 tuần, quân đội Sài Gòn bị tổn thất một nửa quân số và phương tiện chiến tranh. Để thật chính xác thì phải nói rằng, do muốn thu hẹp tuyến phòng ngự, Thiệu đã để mất tại khu vực dưới Vĩ tuyến 17, ba sư đoàn bộ binh, một nửa sư đoàn lính thủy đánh bộ. Tại khu vực Tây Nguyên, hai sư đoàn bộ binh bảy liên đoàn biệt động, một lữ đoàn xe bọc thép. Trên tổng số quân, Bộ Tư lệnh Sài Gòn chỉ có thể thu hồi được đầy đủ một sư đoàn dù, hai trong bốn lữ đoàn thuộc sư đoàn lính thủy đánh bộ, một trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh 12 và khoảng từ 3.000 đến 4.000 lính thuộc sư đoàn bộ binh 2. Nhưng tất cả phương tiện chiến tranh của các đơn vị này đã bị phá hủy hoặc bỏ lại chiến trường, có nghĩa là đã bị mất 2 phần 3 số xe tăng hạng nặng, một nửa số xe tăng hạng trung một nửa số xe bọc thép vận tải và vào khoảng 300 máy bay và máy bay lên thẳng. 6.000 người Mỹ cần di tản. Khi bắt đầu trận đánh Sài Gòn, Thiệu chỉ có một số quân rất hạn hẹp, bố trí như sau. Ở mặt bắc đồng bằng sông Cửu Long, 6 sư đoàn bộ binh, một sư đoàn dù hai lữ đoàn lính thủy đánh bộ, năm liên đoàn biệt động, một lữ đoàn xe bọc thép. Ở mặt nam sông Cửu Long một sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn xe bọc thép và các lực lượng địa phương quân, tổng cộng chỉ có 150.000 quân chính quy. Mỹ mới chỉ thay thế được cho thiệu một phần rất nhỏ các phương tiện đã bị mất. Những máy bay vận tài khổng lồ Galaxy đã đưa tới Nam Việt Nam hai cụm pháo mặt đất, pháo chống tăng và đạn pháo. Thế là hết. Vào lúc này, quan tâm lớn của đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Graham Maun là làm sao di tản thật nhanh khoảng 6.000 công dân Mỹ đang có mặt tại Nam Việt dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau còn đại sứ Pháp thì cho xây một bức tường dày bằng gạch ở chung quanh sứ quán và gia cố thêm cánh cổng sắt ở lối vào sân. Bên này tăng tốc độ, bên kia tăng tinh thần. Bắc Việt chưa có đủ thời gian để đưa tất cả những sư đoàn từ miền Bắc vừa đại thắng hồi tháng 3 vào vùng châu thổ Cửu Long. Vì đây là một cuộc hành quân dài gần 1.000 km, đòi hỏi phải có thời gian, chưa tính đến việc chuyên chở binh lính trên xe ô tô vận tải, việc vận chuyển xe tăng, pháo nặng, và nhất là việc tiếp tế các vật liệu cần thiết. Hôm qua, tôi được nghe một phát ngôn viên của quân đội Sài Gòn là đại tá Hình trong cuộc họp báo không biết đã tiến hành tới lần thứ bao nhiêu rồi. Gần 30 năm nay, những sĩ quan cấp cao đã tiến hành tại đây những cuộc hội báo về tình hình chiến sự. Vì vậy, mọi người chỉ nghe bằng một cái tai lơ đãng. Hình cố tránh né trả lời hai câu hỏi quan trọng. Một, liệu Bắc Việt có tiếp tục tiến quân và đánh chiếm ngay Sài Gòn mà không cần chờ đại quân tới? Hai, Liệu Nam Việt có quyết tâm chiến đấu đến cùng sau trận thất bại ở mấy tỉnh phía Bắc? Cứ theo sự trả lời của Hình xoay quanh hai câu hỏi này thì cuộc chiến tranh thứ ba tại Đông Dương sẽ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, giới hạn cao nhất là vài tháng. Nhưng bằng cách nào thì Thiệu cũng đã thua rồi. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát con đường lúa gạo. Chủ nhật 15 tháng 4, 8 giờ rưỡi sáng, con đường đi về vùng châu thổ vừa mới được mở trở lại một chiếc xe ủi đất hối hả lấp lại các hố đạn pháo. Cột điện đã được sửa chữa, chỉ có những bụi cây chuối bị đạn bắn sơ xác là còn mang vết tích giao tranh. Tại đây có một làng lớn tên là Biến Tranh, cách Sài Gòn 50 km về phía nam, trên đường đi Mỹ Tho. Đây là nơi phần lớn lúa gạo được trở về nuôi thành phố Sài Gòn. Chính vì lẽ đó hết đêm này qua đêm khác, Cộng sản liên tục cắt đứt đoạn đường nhằm uy hiếp thành phố. Cùng trong lúc đó, Việt Cộng cùng giữ chân một số đơn vị quân đội Nam Việt tại vùng Châu Thổ. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt tại Xuân Lộc ở phía Đông Bắc, trận đánh lớn sẽ tiến hành từ phía Đông, hoặc cũng có lẽ từ phía Tây là nơi ít nhất Bắc Việt đã tập trung quân. Một đại tá và 14 tù binh. Sáng nay, tại Bến Tranh, có 14 tù binh ngồi xổm trong sân sở chỉ huy sư đoàn 7 quân đội Nam Việt. 13 tù binh bị còng tay hai người một, hoặc bị trói giật cánh khuỷu bằng dây thừng. Người thứ 14, bị thương vào ngực, nằm trên cáng. Thỉnh thoảng, anh ta lại khe khẽ rên nhẹ nhàng. Tất cả tù binh đều đeo trên cổ mỗi người một tấm biển ghi rõ họ tên lý lịch do phòng nhì thiết lập. Họ đều từ Bắc Kỳ tới. Một số chưa quá 16 tuổi. Về phía quân đội thiệu cũng có những người lính ít tuổi như vậy. Đi chân đất, mặc bộ đồ quân phục gồm một áo sơ mi ra trận màu xanh nhạt và một chiếc quần dài màu xanh lơ. Họ cúi đầu ngồi trong đám bụi, có bức tường che mát, mệt mỏi vì bị phơi mặt trước ống kính của các phóng viên ảnh. Chỉ có một chính trị viên khoảng 25 tuổi, không đeo quân hiệu, cấp hiệu là ngừng đầu một cách tự hào. Người cán bộ này biết rõ quân đội của anh ta đang chiến thắng. Đại tá Thành đứng trong góc sân trước tấm bản đồ lớn, trình bày lại diễn biến chiến sự. Bản thuyết trình kết thúc bằng một câu, tiến triển tốt. Truy đuổi một kẻ thù vô hình trong ruộng lúa. Cũng ngay trong làng này, Đại tá Thành cho trưng bày một số chiến lợi phẩm tịch thu được trong những trận đánh gần đây nhất, pháo không giật, súng phóng dốc két, súng cối nặng và nhẹ, súng trọng liền bắn máy bay và rất nhiều đạn. Sau đó, chúng tôi được đi thăm cái mà Đại tá Thành gọi là bãi chiến trường. Mọi người rời khỏi đường cái, rẽ vào đường mòn đầy bụi, đi qua nhiều thôn ấp, cuối cùng đến một bãi đất gồm toàn đồng ruộng, phía chân trời là những dạng cây dừa, cây xoài, cây chuối. Mấy chiếc xe bọc thép đi kèm chúng tôi tới đây dàn trận bố trí dưới vòm cây, lính lái xe vặt lá ở các bụi cây ngụy trang cho xe. Chúng tôi tiếp tục đi theo lính bộ binh nối đuôi nhau theo hàng dọc trên các bờ ruộng. Lúa đã gặt xong, đất ruộng khô nẻ chỉ còn lại những bụi rơm dạ màu vàng, bị liềm hái cắt cụt. Chúng tôi đi mãi dưới mặt trời nắng gắt, có tiếng pháo nổ gần, từ phía xa vụt bốc lên những cột khói sau dạng cây. Đó là những quả đạn pháo 105 vừa mới nổ. Phía bên trái, những mái nhà tranh bốc cháy dữ dội trong khi đó những người nông dân vẫn bình thản cào đất trẻ con chạy ra khỏi thôn xóm núp dưới bóng cây rồi ùa tới chỗ chúng tôi reo cười xin thuốc lá hoặc kẹo cao su kẻ thù vô hình vẫn không tìm thấy một kho đạn phát nổ quả là một cuộc chiến tranh kỳ quái không ai biết nổi ngay cả đến các sĩ quan đi kèm chúng tôi vừa đi vừa liên tục dùng máy bộ đàm liên lạc với các đơn vị cũng không giải thích nổi chúng tôi đến một làng nhỏ bên bờ sông vẫn không thấy có việt cộng nhưng họ không ở xa vì đột ngột có tiếng súng máy tiếng súng từ bên kia sông bắn tới có một người lính sài gòn bị thương nằm trong một chiếc thuyền đáy bằng gần đó là hai người lính việt cộng nhắm mắt ngủ vĩnh viễn phải chăng chúng tôi được dẫn tới đây chỉ cốt để nhìn thấy cái cảnh tham hại này chúng tôi lại quay trở về sài gòn vừa tới gần khu vực ngoại thành chợt một cột khói đen khổng lồ bùng lên trước mắt chúng tôi. Sau đó là tiếng nổ. Tiếp liền đó là một loạt những tiếng sấm rền, tiếng nổ đua nhau kêu rất to. Đó là một kho đạn vừa bị dốc két bắn chúng. Từ con đường nhỏ dẫn tới kho đạn này, có một nông dân đi ngược trở lại, gánh hai bao tải to buộc ở hai đầu cây gỗ, đặt trên vai. Có lẽ anh ta chính là người vừa mới vác trong một chiếc bao tải này, quả mìn đã làm nổ tung kho đạn cũng nên. Tấn bị kịch của những người dân lánh nạn, thứ hai ngày 14 tháng 4. Từ nhiều năm nay, chiến tranh đã chất đống tại Sài Gòn bất hạnh những đám người bèo bọt, những người bị thương đang phải băng bó hoặc quẻ cụt, bị những vết bỏng trên thân thể, mặt và ngực đầy sẹo bom napalm, những người trột, người mù, người chống nạn. Những người chạy khỏi xứ Bắc Kỳ từ năm 1954 này đang sống trong những mái nhà tranh, những túp lều hoặc trong những hành lang, những ngõ hẻm, ngay giữa những đoạn đường sắt, bởi vì đã từ lâu không có xe lửa chạy qua nữa. Cộng thêm vào nỗi thống khổ thầm lặng đó là thảm cảnh của những người dân lãnh nạn sau khi mặt trận Tây Nguyên đổ vỡ. Chuyện phiêu lưu của Hồng. Họ có bao nhiêu người? 300.000 hoặc 400.000, mà có lẽ là 500.000. Tất cả đều trải qua một cuộc phiêu lưu thảm khốc hoặc bi đát. Hồng một sinh viên 18 tuổi, kể lại. Tôi rời Nha Trang trên chuyến tàu Thủy cuối cùng. Con tàu có sức chứa 2.000 người, nhưng số thực lệ trên tàu là hơn 8.000 người. Người chật lèn suốt bốn ngày bốn đêm không ngả lưng được. Tất nhiên cũng chẳng có gì ăn. Cuối cùng chúng tôi bị đưa lên đảo Phú Quốc ở tận cùng đất nước. Năm ngày sau tôi tìm cách về được Sài Gòn. Nhưng tôi chỉ còn có một mình. Bố mẹ, gia đình đều ở lại Nha Trang. Tôi không còn lấy một xu. Cũng chỉ còn một bộ quần áo đang mặc trên người. Tôi không biết rồi sẽ ra sao. Tôi muốn trở thành một thầy thuốc. Nhưng tôi rất lo không được tiếp tục chuyện học hành. Hồng đeo ở cổ một cây thánh giá nhỏ bé bằng vàng. Tôi hỏi, anh đi đạo à? Vâng, nhưng tôi đang lo phải bán cây thánh giá để lấy tiền ăn, cả chiếc đồng hồ đeo tay này nữa. Có hàng ngàn người như Hồng, hết ngày này sang ngày khác lượn quanh Sài Gòn tìm một việc làm hoặc một chỗ ở, nhưng không sao tìm thấy. Theo thống kê của chính quyền thiệu có tới hàng triệu người đang thuộc lớp dân chạy nạn. Chính phủ cách mạng lâm thời cho biết, tại khu vực giải phóng gồm 6 triệu dân do họ kiểm soát, cũng có tới một triệu người lánh nạn. Hội chữ thập đỏ vào việc, Hội chữ thập đỏ dùng từ ngữ những người di tản để chỉ những người chạy loạn. Về mặt pháp lý, danh từ tị nạn chỉ được công nhận khi người này đã vượt biên giới, sang sống ở một nước khác. Ủy ban quốc tế hội chữ thập đỏ và một chuỗi hệ thống các tổ chức chữ thập đỏ hợp tác với nhau rất chặt chẽ, không để mất thời gian. Các tổ chức này đã ra lời kêu gọi quyên góp 35 triệu đô la, tương đương 150 triệu franc Pháp cho Việt Nam và đã nhận được 10 triệu đô la, tương đương 43 triệu franc một phần số tiền này đã trao cho chính quyền Cộng hòa Việt Nam ở Sài Gòn, tức là giao cho chế độ thiệu. Một phần tương đương trao cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam qua đại diện thường trực tại Geneva. Cả hai bên đều đang cần những khoản tiền để mua lều bạt, những tấm nhựa làm mái che chống mưa, sữa hộp, đồ hộp, thuốc men. Những tàu biển tiếp tục cập bến. Tất cả những mặt hàng cứu trợ bắt đầu tới. Hôm nay một chuyến máy bay của công ty Bele từ Viên Trăn, Lào đang được chờ đón tại Sài Gòn. Ngày mai, chiếc DC4 từ Na Uy cũng tới Nam Việt Nam. Một máy bay Đông Đức đã tới Hà Nội với 15 tấn lương thực. Hội chữ thập đỏ Nhật Bản đã gửi 50 tấn cá hộp tới Hải Phòng. Đó là chưa kể đến sự trợ giúp của Liên hợp quốc, của Quỹ Nhi đồng Quốc tế gọi tắt là UNICEF và của nước Pháp gồm có thuốc men tăng cường cho bệnh viện Gồ ở Sài Gòn và sắp tới sẽ cử một đội ngũ bác sĩ và y tế đến Nam Việt Nam tùy theo sử dụng của chính quyền Sài Gòn. Trong khi đó, dòng người lánh nạn vẫn tiếp tục chảy về Nam Việt Nam, nhất là tại Vũng Tàu là nơi các tàu biển từ miền Trung liên tục cập bến, hết ngày này đến ngày khác. Đó là những loại tàu nhỏ, trọng tài yếu, chạy thoát khỏi những vùng biển chưa bị Việt Cộng và Bắc Việt chiếm hoặc những tàu thuyền đánh cá thoát khỏi sự canh phòng của các lực lượng Cộng sản vì trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh này, Bộ Tư lệnh miền Bắc đang tập trung chú ý vào các hoạt động chiến sự. Lính thủy đánh bộ là bọn giặc cướp. Trên bong một chuyến tàu như thế này, đã diễn ra những cảnh tượng khủng khiếp. Khi tàu vừa ra khỏi biến cảng Nha Trang, một số lính thủy đánh bộ di tản đã bắt đầu thực hiện kiểu làm luật của chúng. Súng lăm lăm trong tay, chúng đe dọa những người dân, tuần tự tước đoạt của cải từng người. Chúng lục tung vai hành lý của họ, lấy tiền, tước đoạt các thứ trang sức, những người phản kháng bị chúng đánh đập tàn nhẫn rồi vứt xác xuống biển, rồi chúng hãm hiếp phụ nữ, một ông bố vừa mới định bảo vệ con gái đã bị chúng giết hại trước cặp mắt sợ hãi của mọi người. Một số nhân viên hàng hải không dính líu vào những chuyện ghê tởm này, họ kịp thời gọi điện về bộ tư lệnh hải quân ở Vũng Tàu. Khi tàu cập bến, quân cảnh đã dàn hàng đón đợi, lính thủy đánh bộ định bước xuống nhưng nhận được lệnh phải để cho dân thường xuống trước họ được mời đứng xếp hàng trên bờ nhận diện những kẻ đã hành hạ mình khi lính thủy đánh bộ bước xuống cầu tàu đã có nhiều ngón tay chỉ vào mặt nói chính hắn và cả tên này cả tên này nữa tổng cộng có hai chục tên lính thủy đánh bộ phạm tội chúng đã bị bắt và bị xử bắn trước mặt mọi người vấn đề trẻ mồ côi trong những giờ phút này những người di tản đều được tập trung tại các bãi tắm ở vũng tàu và ở đảo phú quốc tại đây cũng có một trại tập trung cũ giam giữ những tù binh việt cộng những người di tản được đưa về sống trong trại tập trung này với những điều kiện rất gian khổ dưới sự trông nom của hội chữ thập đỏ việt nam do ông trung làm chủ tịch cùng với sự giúp đỡ của hội chữ thập đỏ quốc tế và của những người tình nguyện rất hào tâm ở địa phương về vấn đề đau đớn là cảnh ngộ những trẻ em mồ côi có vẻ như cũng được giải quyết có một phi công Mỹ tên là Ken Haley điều khiển chiếc máy bay của hãng World Airways đã tự nguyện đưa tới trại tị nạn 57 trẻ em không có người thừa nhận, được ủ trong những chiếc chăn. Sau đó, xảy ra tai nạn khủng khiếp của chiếc máy bay vận tải khổng lồ mang tên Galaxy rơi xuống đất vỡ tan cùng với toàn bộ các trẻ em mồ côi trở trong khoang tàu. Sau tai nạn này, hình như người ta đã không tiến hành những cuộc chuyên trở như vậy nữa, mặc dù cho đến ngày hôm kia, máy bay Mỹ vẫn còn đưa được 329 trẻ mồ côi từ Nam Việt Nam đến tận Los Angeles bang California, Mỹ. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã công bố một bản thông báo như sau. Hiện nay, vẫn được phép cho các trẻ em mồ côi người Việt được trú ngụ tạm thời ở Mỹ, nhưng việc công nhận được nuôi chính thức và vĩnh viễn đám trẻ này vẫn còn bị nghiêm cấm, tuy mọi người đều muốn được mang ấm trẻ con người Việt. Những người Mỹ ra đi. Ngày thứ ba ngày 15 tháng 4. Anh Ten Abot lộ rõ vẻ không hài lòng, nói: "Xin thề độc là tôi chưa bao giờ phải kê khai đầy đủ quá nhiều giấy tờ thế này trong đời. Về đến Washington có lẽ hoàn toàn trở thành điên." Ngồi xổm trong hành lang tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, Ten dùng hai đầu gối làm bàn viết để kê khai nốt một loạt giấy tờ hợp lệ nhằm cho phép một cô gái Nam Kỳ, 18 tuổi tên là Mây, mà anh vừa mới cưới làm vợ, được cùng với anh trở về thành phố Phoenix bang Arizona nước Mỹ. Terry phải ngồi xổm để viết theo kiểu như vậy vì từ 8 giờ sáng, tất cả bàn ghế trong phòng làm việc và ở ngoài hành lang đều đã bị những người khác chiếm giữ. Hàng mấy chục đồng bào của anh đang đứng nối đuôi nhau trước những ô cửa ghi C, đặc biệt là tại những ô cửa dành riêng cho việc làm thủ tục khai báo kết hôn, xin nhận con nuôi, xin làm người đỡ đầu. Theo luật, giấy tờ của Terry đều hợp lệ, anh đã tổ chức đàng hoàng hợp pháp lễ kết hôn với cô Mây tại chợ lớn từ 5 tháng trước. Ở bên ngoài, hàng trăm người khác phần lớn là những phụ nữ trẻ tuổi đang kiên nhẫn chờ đợi trên lối đi trồng hoa và có bóng mát, có cả một chiếc quạt máy to tướng, nhiều ghế ngồi và một bản phân phối nước đá dài khát. 6.000 hay 150.000 Khi tôi tới lãnh sự quán, nhân viên gác cổng, mũ lưỡi chai màu trắng, quần dài màu xanh nước biển có sọc đỏ, đeo huy chương, hỏi tôi đến có việc gì. Tôi trả lời đơn giản. Như tất cả mọi người. Anh ta cho tôi vào. Mọi người cùng vào vấn đề là xin giấy tờ để ra khỏi Việt Nam. Đứng trước tôi là một người đàn ông chạc khoảng 50 nhắm tuổi rút trong ví ra hai tấm ảnh màu, một tấm chụp hình một thiếu nữ Việt Nam rất trẻ, có vẻ chưa quá 16 tuổi. Tấm ảnh thứ hai chụp một đứa bé bụ bấm đang cười. Ông nói với tôi, tôi đang rất muốn mang tất cả hai đứa này về Los Angeles, nhưng tụi nhân viên đáng nguyền rủa ở đây cứ tìm cách cậy quyền cậy thế, bởi vì tôi kết hôn không hợp pháp ông có thể tìm giúp tôi một vị hòa thượng nào có thể tổ chức cho chúng tôi lễ kết hôn tại một ngôi chùa phật giáo không tôi trả lời có một cách đơn giản hơn ông nên giải quyết việc này với tổng lãnh sự đặt tay lên kinh thánh thề một câu thế là xong ông ta đáp lại ồ không được con bé đòi bằng được phải làm lễ thành hôn trước bàn thờ tổ tiên tôi không muốn làm nó hờn rỗi nó kháu khỉnh lắm có bao nhiêu người mỹ muốn ra khỏi việt nam đi một mình hoặc cùng với gia đình người ta nói, có tới 6.000. Nhưng đến ngày mai cũng phải cho di tản tất cả những người Việt đã cộng tác với Mỹ. Con số này có thể lên tới 150.000 người. Mà đây là con số chính thức do Đại sứ quán Mỹ ước tính. Khởi đầu của sự kết thúc. Trong khi đứng xếp hàng trong gian phòng làm việc có máy điều hòa nhiệt độ chạy hết công suất, tôi nói chuyện với những người bên cạnh. Từng người kể lại cho tôi nghe câu chuyện của họ một cách đơn giản. Đây là một kỹ sư. Ông đến đây để xây những chiếc cầu, xây xong cái nào lại bị việt cộng phá sập cái ấy còn người kia làm việc trong một công ty hàng không một người vừa là giáo sư phần lớn những người này đều đã có vợ ở mỹ họ đang hối hả muốn trở về rất nhanh với gia đình những người khác đang làm việc ở đây cùng với vợ con họ cũng đang muốn đưa vợ con về nơi trú ẩn an toàn rất nhanh đêm nay sài gòn bị giật mình thức giấc bởi hai vụ nổ rất to vụ nổ thứ nhất xảy ra vào lúc trước nửa đêm vụ thứ hai vào lúc hai giờ sáng Thoạt đầu, mọi người nghĩ đây là đạn dốc két từ xa bắn vào trung tâm thành phố. Nhưng thực tế, có lẽ đây là pháo binh Cộng sản nhằm vào kho bom đặt ở cạnh căn cứ không quân Biên Hòa. Nhưng tất cả mọi người vẫn cho rằng đạn dốc két còn có thể rơi xuống Sài Gòn cũng như nông bênh. Một gã đàn ông tóc màu hung, đứng ở cuối hàng, lên tiếng phòng đoán. Rồi các ông xem, ngày 19 tháng 4 này quân Việt sẽ cho một chầu đạn pháo tóe lửa vì ngày 19 Hạ viện Mỹ sẽ họp tại Washington xem xét yêu cầu của Tổng thống đề nghị thêm một khoản viện trợ phụ cho Việt Nam. Hầm cố thủ của Đại sứ Mỹ Khi tôi ra khỏi lãnh sự quán, đoàn người vẫn còn xếp hàng dài rằng rạc. Mặc dù trời rất nóng, vẫn còn tới hàng trăm người đang chờ đợi. Tin đồn về chuyện người Mỹ ra đi, loang khắp thành phố như một thùng thuốc súng. Mọi người dân đều rất lo lắng, bảo nhau. Nếu Mỹ ra đi, thế là đi đứt hết, hậu quả đã rõ giá đô la tăng vọt trên hè phố bọn đổi đô la theo giá chợ đen gạ gẫm mọi người đổi một đô la lấy một nghìn tám trăm hoặc hai nghìn đồng hôm qua tỷ giá chính thức là bảy trăm hai mươi giá chợ đen là một nghìn hai trăm và cũng chẳng nên tin vào cái bọn buôn lậu này hắn rúi cho anh một tập giấy mệnh giá một nghìn đồng nhưng chỉ có hai tờ ở bên trên và bên dưới gói tiền buộc dây cao su là tiền thật còn bên trong chỉ là mớ giấy lộn có một người Mỹ duy nhất sẽ không ra đi. Đó là Ngài Đại sứ Graham Maun, một nhân vật bám trụ tới cùng, thường xuyên gặp thiệu để lên dây cót tinh thần. Hãy giữ vững, không có gì để mất cả. Đúng là, hãy còn một pháo đài cuối cùng. Graham Maun không đi ra ngoài sứ quán được bao bọc bằng một bức tường bê tông, được bảo vệ bởi những cặp mắt điện tử. Hễ bật một tín hiệu báo động dù nhỏ nhất, thì những cánh cổng bằng thép tấm tự động khép chặt mái bằng của đại sứ quán đã được sửa lại thành bãi đáp cho máy bay lên thẳng. Ban đêm, đèn đỏ bật sáng. Một đại sứ quán khoa học viễn tưởng. Bức tranh khủng khiếp. Cách đây vài hôm, ở Sài Gòn chỉ còn lại có đại sứ Graham Maun và số cố vấn thân cận. Tất cả những người Mỹ hậu vệ của đội quân khổng lồ đã từng một thời làm cho người ta ngỡ rằng sẽ đem lại một chiến thắng nhân danh tự do và dân chủ, cũng sẽ ra đi. Sẽ ra đi, tất cả những cố vấn kỹ thuật, tất cả những quan sát viên tất cả những người ký hợp đồng viện trợ cho các ban tham mưu và các đơn vị chiến đấu của quân đội nam việt nam sẽ ra đi những lính gác đội mũ lưỡi chai màu trắng mặc quần dài màu xanh thấm con nẹp đỏ sẽ ra đi những nhân viên cia ít nhất là những điệp viên đã quá lộ mặt mà dân chúng thường nhìn thấy ngồi trong những chiếc xe tô đồ sộ màu xanh ra trời đi ngang dọc khắp thành phố chỉ còn lại có ngài đại sứ trong đại sứ quán được mệnh danh là lâu đài pháo đài từ thời người tiền nhiệm là ông băng cơ, được gọi theo kiểu chơi chữ là băng cơ S băng cơ, có nghĩa là bon kè của bân, cơ. Có lẽ ngồi trong bon kè này, đại sứ Graham Maun có lần đã nhìn thấy bức tranh vẽ trên tờ thời báo vừa xuất bản tuần trước, tranh vẽ một đoàn dài người Việt đi lánh nạn, chạy khỏi một thành phố đã đổ nát. Trong đoàn người di tản này có hai nhân vật cúi đầu ra đi. Đó là Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger. Nhân vật thứ hai cũng xách trong tay một chiếc vali mở tung, bên trong nhìn thấy rõ một mớ giấy lộn. Hẳn đó là các bản hiệp định ký kết ở Paris. Một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tuyên bố chống tham nhũng, thứ tư ngày 16 tháng 4. Số phận tổng thống Thiệu đang tính từng ngày, chỉ vài hôm nữa, ông ta sẽ bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự. Người vừa mới khẳng định bằng một giọng chắc nịch với chúng tôi câu này là Trần Hữu Thanh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chủ tịch phong trào đấu tranh chống tham nhũng nhằm cứu nước và cứu vãn hòa bình. Dù thật hay giả, thì lời tiên tri này cũng thể hiện bầu không khí rất phẫn nộ đối với chế độ thiệu đang bốc cao trong các giới đối lập ở Sài Gòn. Cha Thanh hồi đó chạc khoảng năm chục tuổi, tóc hoa dâm, cặp mắt màu nâu tinh anh lấp lánh sau cặp kính gọng vàng, chiếc áo choàng đen mặc vừa khít, cổ cao có lót tấm nhựa mỏng, tiếp đón tôi trong vườn khu nhà tu. Đây là một ốc đảo thanh bình, mát mẻ giữa trung tâm thành phố từ lúc dạng đông, tiếng pháo từ Xuân Lộc là nơi cộng quân mở cuộc tiến công lớn vọng về gấp đôi khi trước. Cha Thành rất ghét Thiệu, gọi Thiệu là một kẻ đích danh tham nhũng, chính nhằm chống lại sự thối nát của chế độ mà ngày 18 tháng 6 năm 1974, nhà tu hành nhỏ bé này đã độc lực tuyên chiến với Tổng thống. Các bạn tôi đều đã bị bắt. Từ bữa đó, phong trào phát triển dưới sự ủng hộ của Tổng giám mục Sài Gòn là Đức cha Nguyễn Văn Bình vừa mới tham gia phe đối lập, một ủy ban được thành lập gồm khoảng hai chục dân biểu, thượng nghị sĩ và những nhân vật tiến bộ do cha Thanh làm chủ tịch. Cha Thanh nói với tôi, trong những ngày gần đây, bốn người bạn của tôi đã bị bắt, trong đó có hai luật gia, một cựu tỉnh trưởng và một thẩm phán tòa án tối cao. Tôi không biết tình hình của họ hiện nay như thế nào, trừ ông thẩm phán trong một bức thư gửi được về nhà cho vợ, báo tin ông đang tuyệt thực để phản kháng. Nhiều người bạn khác của tôi cứ tối đến là bị cảnh sát đến khám nhà, có người phải đổi chỗ đi nơi khác. Bản thân tôi đi bất cứ đâu cũng bị theo dõi. Ngay tại khu vực nhà chung này cũng có hàng chục mật vụ mặc thường phục, thường xuyên theo dõi ở chung quanh. Linh Mục không che giấu sự chán nản do Mỹ gây ra. Đáng lẽ phải tìm mọi cách tống khứ thiệu, thì người Mỹ chẳng làm gì cả. Ông nói tiếp. Và đến bây giờ thì Mỹ bỏ đi. Ông có biết không? Mỹ đã gài mìn vào tất cả những trạm radar và trạm thu tin của họ, chuẩn bị cho nổ đấy bốn linh hồn của thiệu đang bị đẩy xuống địa ngục theo trà thanh tổng thống thiệu có bốn linh hồn đáng nguyền rủa vây quanh đó là bốn viên tướng hầu cận biết rất rõ tội trạng của mình đối với đất nước nên đã dùng thiệu như tấm lá chắn vì vậy họ đã làm bất cứ điều gì có thể làm để giữ thiệu ở lại ngôi tổng thống bốn linh hồn đáng đầy xuống địa ngục đó là tướng quang cố vấn an ninh của thiệu đã từng giữ chức tư lệnh quân khu bốn tại vùng châu thổ sông cửu long đây là viên tướng tham nhũng nhất và là một trong những kẻ giàu nhất. Tướng Toàn, Tư lệnh quân khu 3, sau khi đã làm Tư lệnh quân khu miền Trung Việt Nam, bị kết tội tham ô, hủ hóa rồi lại chuyển về quân khu 2 và bị bãi chức vì quá nhiều tai tiếng. Bây giờ thì tướng Toàn được giao chỉ huy binh chủng xe bọc thép, lộng hành ngay tại Sài Gòn. Tướng Tấn là một đại tá vừa mới được cất nhắc, đồng loạt với năm sĩ quan cấp cao ngành cảnh sát đây là viên tướng hung ác nhất và cũng là một trong những tên trùm cảnh sát thiệu chỉ nhường bước khi nào bị dí súng vào thái dương cha thanh khẳng định thiệu là một kẻ rất ngoan cố không thể dùng lý lẽ để thuyết phục được thiệu chỉ chịu nhường bước khi nào bị dí súng ngắn vào tận thái dương đó là điều sẽ có thể xảy ra lúc này chưa thể nghĩ đến một cuộc nổi dậy của dân chúng nhưng chúng tôi có thể sẽ được chứng kiến một cuộc đảo chính quân sự trong những ngày tới rất có thể một số đơn vị quân đội sẽ làm một cái gì đó để loại trừ thiệu họ cố đạt được mục đích mà không đổ máu cha chắc chắn chứ tuyệt đối tin chắc chỉ vài ngày nữa sẽ xảy ra đảo chính và nhất định phải đảo chính vì không còn cách nào khác rồi sau đó sau đó sẽ có một chính phủ thống nhất dân tộc bao gồm tất cả mọi khuynh hướng kể cả cánh tả chính phủ này sẽ thương lượng với phía bên kia tôi không phải là nhà chính trị Cha Thanh tiếp tục nói, Cộng quân đang tiến quá nhanh, vì vậy họ không thể nắm chắc được 12 triệu dân miền Nam. Họ sẽ còn tiếp tục đánh tiêu hao Sài Gòn một thời gian nữa, rồi sau đó họ mới thôn tính Sài Gòn một cách hòa bình nhất. Còn chúng tôi, chúng tôi có thể đấu tranh một cách có hiệu quả với Cộng sản nếu chúng tôi biết tiến hành một cuộc cách mạng kinh tế, xã hội và thiết lập một chính quyền thật sự của dân. Qua lời phát biểu của cha Thanh, tôi biết linh mục này cũng chống cộng chẳng kém gì chống thiệu tôi hỏi ông, cha không sợ hay sao? Không, không bao giờ sợ. Không bao giờ. Tôi không phải là một nhà hoạt động chính trị. Tôi chỉ lao vào hành động vì tình yêu đối với đất nước và lý tưởng tôn giáo. Tôi có thể nhắc lại những lời cha vừa nói chứ. Nhất định rồi. Đó là những điều mà ở bên Pháp cũng cần biết. Trong vườn nhà chung, có trồng những cây hoa nhài, thỉnh thoảng tiếng pháo lại làm gián đoạn tiếng chim hót. Tiếng chuông nhà thờ báo đã giữa trưa. Cha Thanh nói, Xin lỗi, đã đến giờ cầu kinh đức bà. Một lời cảnh cáo khủng khiếp. Thứ năm 17 tháng 4, trong suốt ngày hôm qua, thứ tư ngày 16 tháng 4, nhiều nhà báo có mặt tại Sài Gòn chăm chú theo dõi tình hình chiến sự nông penh từng giờ phút một. Những tin điện gửi về rất hiếm, các tuyến giao thông liên lạc đều bị cắt đứt. Nhưng, qua những mẩu tin từ các đại tiếng nói Việt Nam hoặc Hồng Kông, qua một số thông tin nhận được từ Bangkok, có thể dựng lại một số giai đoạn của cuộc chiến tranh mơ hồ và đẫm máu này. Dù Nông Pinh chỉ cách Sài Gòn 180 km theo đường chim bay, từ nhiều năm nay vẫn không thể sử dụng được con đường bộ đã đi sang Campuchia. Quốc lộ một đi qua những khu vực do quân Việt kiểm soát rất chặt chẽ, từ vùng mỏ Việt là nơi họ bố trí một số lực lượng dự trữ. Phía xa hơn, trên lãnh thổ Campuchia, con đường này bị phá hoại tới hàng nghìn quãng do Khmer đỏ đào hào, thường được gọi là những phím đàn dương cầm, Đêm ở Sài Gòn bắt đầu từ 21 giờ, tức là lúc ban hành lệnh giới nghiêm, các tin tức lại càng hỗn loạn. Có tin không phải chỉ giao tranh trên đoạn đường đi đến Nông Bình mà là ở ngay khu vực ngoại thành và hình như cả một số khu phố nữa. Các nhà báo ở Sài Gòn nghĩ đến các bạn đồng nghiệp vì nhiệm vụ đang mắc kẹt trong lò lửa chiến tranh ở Nông Bình, gồm hai thông tin viên của hãng tin AFP Jing Jacazo và Claude Juvenal, đặc phái viên tờ báo Pháp Thế giới Patrice Zebier cùng với năm hoặc sáu đại biểu báo chí Anh. Mỹ, Bắc Âu. Hình như tất cả số người này đang tập trung tại khách sạn Phnom ở trung tâm thành phố Nông Penh. Nhà hàng này đã được công bố là khu vực quốc tế. Bên cạnh đó còn có tới 750 người Pháp đang sinh sống ở thủ đô Campuchia, trong đó có 150 người là các tổng giám mục đạo Cơ đốc. Đối với Sài Gòn, những trận đánh ở Nông Penh là lời cảnh cáo khủng khiếp. Giờ cuối cùng đã điểm ở Campuchia. Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ điểm ở Việt Nam diều hâu và bổ câu trọi nhau ở Tài Gòn. Thứ sáu 18 tháng 4, nông banh sụp đổ khiến cho cả dân chúng lẫn những nhà chức trách Sài Gòn phải suy nghĩ. Dĩ nhiên, tình hình hai bên có khác nhau. Tại Sài Gòn, không có một Norodom Sihanouk bị lưu vong đang sẵn sàng nắm lại chính quyền bị tướng Lon Non tước đoạt từ cuộc đảo chính ngày 18 tháng 3 năm 1970. Còn phía bên kia của Sài Gòn, chính là chính phủ cách mạng lâm thời và đội quân gọi là Việt Cộng nhưng chỉ vài ngày nữa hoặc chậm nhất là vài tuần nữa người ta có thể nhìn thấy trên đất nam việt nam tái hiện những sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của thủ đô campuchia đó là một kẻ địch có khả năng thâm nhập tất cả mọi nơi sẽ bao vây thành phố phong tỏa các bến cảng làm tê liệt căn cứ không quân tuần tự phá hoại các kho đạn dược xăng dầu triệt nguồn tiếp tế lương thực nạn đói sẽ làm tăng thêm sự hoảng loạn các quả đạn dốc két sẽ gieo rắc thêm sự khiếp hãi trong dân chúng vành đai lửa đạn sẽ dần dần siết chặt thành phố, binh lính Sài Gòn sẽ tháo chạy từng toàn bộ đơn vị. Cuối cùng đội quân thiện chiến và quyết tâm sẽ đánh bại đội quân đã mệt mỏi không muốn chiến đấu, sau nhiều năm chiến tranh vô ích. Sau lon non sẽ là thiệu. Sáng hôm qua, nông bệnh đã sụp đổ. Như một trái cây chín ruỗng. Chế độ lon non kéo dài được 5 năm một tháng kể từ khi tiến hành đảo chính. Cách đây 2 năm, khi tới Campuchia tôi có gặp lon non, bị liệt nửa người, chỉ còn lại một cánh tay cũng gần như tê bại. Lon non buộc phải chống gậy để đi đứng và sống cô đơn tại một dinh thự có máy điều hòa nhiệt độ. Lúc này, ông ta không còn tin vào chiến thắng nữa. Ông ta chỉ nói đến phòng ngự và cũng không nghĩ rằng có thể cầm cự kéo dài. Điều đáng ngạc nhiên là, chế độ lon non cũng thối nát, tham nhũng như chế độ thiệu. Lon non vẫn kiếm được đô la để có tiền mua xăng đem bán lấy lái và đã có thể đứng vững được thêm hai năm trước khi sụp đổ thảm hại. Còn khi tới Sài Gòn, tôi không tài nào gặp được Thiệu. Ông tránh gặp các nhà báo, không chịu ra khỏi dinh tổng thống đã biến thành pháo đài, có pháo và xe bọc thép bảo vệ. Nhưng sáng hôm qua, khi những chiến binh cuối cùng kéo lá cờ trắng xin hàng tại trung tâm thủ đô Nông Bình, tôi đã được gặp một người, và người này vừa mới được gặp Thiệu khá lâu. Ông bạn này cho tôi biết Thiệu vẫn bám giữ chiếc ghế bành của tổng thống như ngai vua, khăng khăng không chịu từ chức bởi vì thiệu vẫn còn có đám cận thần và cố vấn vây quanh và hàng ngày vẫn được đại sứ Mỹ Graham Ma ừn động viên khuyến khích. Thiệu vẫn tin tưởng đến phút cuối cùng, khi cần thiết, Mỹ sẽ cứu vớt tất cả những gì còn lại ở Nam Việt Nam. Một vòng tròn có bán kính 50 km. Nếu ta dùng một chiếc compass xoay một vòng chung quanh tâm điểm là Sài Gòn thì sẽ phát họa được phần lãnh thổ hiện nay quân đội thiệu vẫn còn giữ được khu vực này vẫn còn những đường đi lại có thể vươn xa tới 50 km mà không sợ vấp phải một sự đụng độ với quân Việt Cộng. Thiệu cũng không còn là chúa tể của xứ Nam Kỳ nữa. Càng ngày, Thiệu càng trở thành một viên thị trưởng thành phố Sài Gòn, cai trị một thành phố mơ hồ, khi đạn pháo nổ phía xa, vẫn có người mặc quần cộc trắng, đánh tennis. Và tiếng pháo vẫn ngày càng nổ giữ tại phía Xuân Lộc, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60 cây số. Sau hơn một tuần giao tranh ác liệt, quân chính phủ không những không bẻ gãy được vòng vây của quân Cộng sản mà còn chịu nhiều thất bại nghiêm trọng. Trong khi đó, những sư đoàn Bắc Việt và Việt Cộng đánh thốc xuống vùng châu thổ sông Cửu Long với các xe tăng hạng nặng, pháo, súng phóng dốc két và từng đoàn xe chở đạn. Sau khi chiếm lĩnh được những khu vực bằng một cuộc tiến công chớp nhoáng, các sư đoàn này đã đứng chân được ở chung quanh Sài Gòn. Từ đó, Cộng quân sẵn sàng mở cuộc tiến công lớn với tỷ số 5 trọi 1 cuộc họp nhiều cái váo của các tướng lĩnh. Sáng hôm qua, có một cuộc triển khai lớn lực lượng cảnh sát vũ trang với những xe jeep, máy bộ đàm, súng máy chung quanh dinh độc lập, nơi ở của Thiệu. Nhiều tướng lĩnh quan trọng của chế độ Sài Gòn đang họp tại ngôi nhà hiện đại màu trắng được đặt tên là Dinh Độc Lập. Không một thông báo nào được công bố về cuộc họp quan trọng như cuộc bầu giáo hoàng này, nhưng chúng tôi vẫn được biết từ các nguồn tin chắc chắn, đáng tin cậy là trong cuộc họp này cánh diều hâu và cánh bồ câu đã chọn nhau rất dữ dội. Cánh diều hâu quyết định chiến đấu đến cùng vì tin rằng Mỹ sẽ chi viện tất cả những gì cần có để chống cự, để ổn định thế trận và để thương lượng trên thế mạnh. Cánh bồ câu lại cho rằng, dù thế nào cũng phải đi đến chỗ đàm phán thương lượng, vậy thì thả thương lượng ngay từ bây giờ còn hơn để chậm trễ nhằm tránh cho đất nước thêm nhiều đau khổ, tránh cho quân đội thêm một thất bại, tránh cho Sài Gòn bị tắm máu. Sẽ tới lúc cánh diều hâu thắng thế nhưng biết đến bao giờ. Có lẽ phải chờ nghiên cứu một tín hiệu do Nguyễn Xuân Phong, người phát ngôn của chính quyền Nam Việt tại hội nghị hai bên ở La Seo Xanh Cloud vừa mới phát đi. Đây là lần đầu tiên ông ta nói đến hòa hợp và hòa giải. Đó là lòm tắt tình hình cái tiểu vương quốc của triều đình Tổng thống Thiệu sau ngày nông penh thất thủ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.